Bi ơi, Bi lại đây con, lại đây sớm nè con. Cái gì cũng cắn đấy mà. Ôi trời ơi, mai lạnh quá, mùa về lạnh này. Hết mai lạnh lắm Bibi ạ. Ôi trời ơi, lạnh lắm. Mai gió mùa về. À mẹ phải đi mua cái máy sưởi cho con mới được. Không được, không được. Bi ơi, lạnh lắm, mày gió mùa về rồi con ạ. Lạnh lắm, lạnh lắm. Mày mua đèn sưởi về rồi đây này. Mày tắm lên cho em nào. Bi ơi, Bi lại đây con, lại đây cho ấm nè con. Lại đây. Ồ, lạnh lắm, lại đi sửa cho ấm, lạnh lắm, lạnh lắm. Đấy. Nhưng mà không được lại gần quá nhá, lại gần quá nóng quá, nóng, nóng, nóng. Nóng quá. Đó, làm nóng mẹ vậy. Vậy đây nè. Được mẹ à? Nhìn như vẫn mất rồi chứ. Giãn cơ mặt ra con. Giãn cơ mặt ra. Cái nhăn núm này. Nào. Tức giận ai à? Bi ơi, Bi. Đây cho con ấm con, ảnh con đang nằm không? Ấm không? Nãy giờ ấm thì cứ lại đây thôi mà. Là
Trời này chị ăn với ngủ là sướng rồi. Đây có đèn sưởi rồi, tha hồ ngủ nhá. Ừ, nghỉ ngơi, uống lại còn nghỉ ngơi nữa. Đây lạnh lắm, con ở trong nhà thôi nhá. Ngoài trời lạnh lắm. Ngoan lắm nha. Ừ, hướng còn nhìn theo mẹ mà. Yêu nhỉ? Ngon chưa con? Mẹ xem nào, mẹ sờ bụng lúc nào. Ui giời ơi, căng gì? Bibi ơi, ăn no có đi ngủ không con? Lên đây nào, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Lên này đi ngủ nào. Đi ngủ nào. Ăn xong hãy ngủ đi chứ. Ngủ à? Đi chơi nhá. Ừ. Quá lắm đấy. Có hiện tượng chớ nha.